Bài tập sức mạnh là gì? Những điều bạn nên biết về bài tập sức mạnh. Bài tập sức mạnh là các bài tập thể lực, rèn luyện sức bền hoặc cơ bắp bằng cách sử dụng các dụng cụ hỗ trợ và chính bản thân người tập. Khi thực hiện, người tập di chuyển cơ thể chống lại một lực cản như trọng lượng cơ thể, tạ, dây kháng lực, máy tập kháng lực, v.v. Bài tập này giúp gia tăng khối lượng cơ nạc, rất quan trọng với việc giảm cân vì cơ nạc đốt cháy nhiều calo hơn so với các mô khác. Bên cạnh đó, khi giảm cân, chúng ta có thể mất cơ nên cần tập luyện để giữ khối lượng cơ đó. Và các bài tập cường độ cao chính là lựa chọn lý tưởng. Ngoài ra, chúng ta khi già đi, cơ thể cũng có xu hướng mất đi khối lượng cơ bắp một cách tự nhiên. Vì vậy, rèn luyện các bài tập sức mạnh, sức bền là rất quan trọng đối với người lớn tuổi. Các bài tập sức mạnh bao gồm nâng tạ, sử dụng dây kháng lực, sử dụng chính trọng lượng cơ thể, chống đẩy, gập bụng, gập chân, chống đẩy vào tường, v.v. Sử dụng máy tập tạ. Đây là hình thức tập luyện đa năng mà bạn có thể thực hiện ở mọi nơi, có thể ở phòng tập hoặc tại chính căn nhà của mình. Về lợi ích của các bài tập sức mạnh, chăm chỉ theo các chương trình tập luyện sức mạnh, sức bền mang lại nhiều lợi ích cho người tập như tăng khối lượng cơ nạc hoặc ngăn ngừa tình trạng mất cơ bắp, tăng mật độ xương, tăng sức mạnh của xương và giảm nguy cơ loãng xương, tăng cường trao đổi chất, giúp giảm cân và duy trì cân nặng, tăng sức mạnh cơ bắp, giúp người tập dễ dàng thực hiện hoạt động hàng ngày, giảm nguy cơ chấn thương nhờ sức mạnh và sự linh hoạt của cơ và khớp, cải thiện sức khỏe não bộ và tăng cường chức năng nhận thức, giảm lượng đường trong máu, cải thiện độ nhạy về hormone insulin, giúp mức đường huyết ổn định, giảm triệu chứng của nhiều bệnh mãn tính như đau lưng, tiểu đường, viêm khớp và bệnh tim mạch, cải thiện tư thế và mang lại tâm trạng lạc quan, vui tươi hơn. Vậy thì tần suất thực hiện các bài tập sức mạnh như thế nào? Các chuyên gia khuyến nghị mỗi người nên thực hiện các bài tập thể lực rèn luyện sức mạnh, sức bền ít nhất 2 ngày trên tuần. Các bài tập này sẽ tác động đến tất cả nhóm cơ chính trên cơ thể như chân, hông, lưng, ngực, bụng, vai và cánh tay. Đối với mỗi nhóm cơ tập luyện, bạn nên thực hiện ít nhất từ 8 đến 12 lần lặp. Để thu được lợi ích cao nhất từ việc tập luyện, bạn cần vận động các cơ tới mức khó có thể thực hiện thêm một lần nào nữa. Tuy nhiên, người tập cũng chú ý không nên tập cùng một nhóm cơ vào 2 ngày liên tiếp, bởi các cơ cần thời gian để phục hồi. Vậy thì biện pháp phòng tránh chấn thương khi gia tăng thể lực là gì? Khi theo các bài tập rèn luyện sức mạnh, sức bền, bạn cần các tư thế chính xác. Nếu thực hiện một số bài tập với kỹ thuật không tốt, bạn có thể dễ bị chấn thương. Như vậy, tốt nhất bạn nên tập luyện theo một huấn luyện viên chuyên nghiệp hoặc thực hiện đúng theo các bài tập hướng dẫn trực tuyến để có thể tập luyện đúng cách. Những người mới bắt đầu tập các bài tập thể lực nên bắt đầu với mức tạ nhẹ mà bản thân có thể nâng được hoặc đẩy ít nhất 8 lần. Khi việc nâng tạ trở nên dễ dàng hơn, bạn có thể thêm trọng lượng của tạ. Theo các chuyên gia, khi đã cảm thấy thoải mái khi nâng tạ một trọng lượng nhất định thì bạn có thể tăng trọng lượng lên khoảng từ 2 đến 10%, sau đó tiếp tục nâng mức tạ hơn cho đến khi cảm thấy thoải mái. Vậy thì quy trình tập tăng thể lực tại nhà như thế nào? Về mặt lợi ích, xây dựng thói quen tập thể dục tại nhà mang nhiều lợi ích cho người tập như tiết kiệm thời gian vì không phải di chuyển đến phòng tập, chờ đợi người khác tập xong, máy móc, thiết bị, tiết kiệm chi phí vì không phải mua thẻ tập hoặc các thiết bị đắt tiền, có thể tập luyện bất cứ lúc nào theo lịch của mình, đảm bảo sự riêng tư tối đa khi tập luyện, tập theo tốc độ của riêng mình, không có áp lực phải bắt kịp những người xung quanh. Khi đã sẵn sàng để tập cải luyện thể lực, bạn cần tìm một không gian trong nhà để có thể tập luyện một cách thoải mái. Không gian đó cần đủ chỗ để tự do cử động tay, chân, cơ thể. Bên cạnh đó, bạn cần đầu tư một dụng cụ hỗ trợ như thảm tập, dây kháng lực, tạ tay, tạ ấm, bóng tạ, v.v. Và muốn tiết kiệm chi phí hơn, bạn có thể thay việc sử dụng bằng chai nước và bao cát. Nếu mới làm quen với việc tập luyện sức mạnh, sức bền, bạn có thể học theo chương trình tập luyện trực tuyến dành cho người mới bắt đầu. Điều này giúp bạn có thể khởi động, thực hiện nhiều bài tập khác nhau và hạ nhiệt sau khi tập một cách chính xác. Kết thúc quá trình luyện tập, bạn nên hạ nhiệt trong khoảng từ 5 đến 10 phút. Việc này cho phép chuyển nhịp thở, nhịp tim sang trạng thái nghỉ ngơi. Bạn có thể hạ nhiệt bằng cách đi bộ tại chỗ và thực hiện các động tác duỗi người nhẹ nhàng. Bạn có thể thực hiện bài tập thể lực từ 30 đến 45 phút trong khoảng từ 2-3 lần một tuần để xây dựng khối lượng cơ bắp, đốt cháy calo, thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Điều đó giúp đốt cháy chất béo tốt hơn, giảm cân dễ dàng hơn. Đồng thời, việc tập luyện tăng cường thể lực còn giúp tăng sức mạnh cho xương và khớp, cải thiện tính linh hoạt của cơ thể, giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính, v.v. Nếu lo lắng về sức khỏe hoặc nguy cơ chấn thương khi tập luyện, bạn có thể trao đổi với bác sĩ hoặc huấn luyện viên trước khi tập thể lực tại nhà. Vừa rồi là những chia sẻ của mình, và bạn nào đã có nhu cầu muốn mua dụng cụ tập gym tại nhà, hãy kích bằng link dưới mô tả nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.